Chào các bạn. Bí ẩn về loài chim lợn báo hiệu cái chết liệu có đúng và chính xác như những gì mà người dân đồn thổi khi nói về loài chim này hay không? Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu và làm rõ về loài chim này nhé. Từ xa xưa, tiếng kêu của chim lợn được cho là điềm gở, không may mắn, tượng trưng cho cái chết. Mặc dù đây là loài chim mang lại nhiều nguồn lợi, nhưng khi gặp phải nó luôn bị xua đuổi. Vậy tiếng chim lợn kêu có thực sự là điềm báo xui rủi, chết chóc? Chim lợn kêu ở đầu hồi nhà ai thì nhà đó sắp có người chết. Chim cú lợn kêu 7 tiếng thì cái chết ứng vào nam giới, còn 9 tiếng thì ứng vào nữ giới. Người ta còn đồn rằng, khi con người sắp chết, sẽ giải phóng một thứ mùi đặc trưng và chim lợn với thính giác nhạy bén, đã phát hiện ra và báo hiệu. Vì quan niệm như vậy, nên khi tiếng chim lợn kêu ếch ếch thành tràng dài não nề trong đêm khuya tĩnh mịch, luôn tạo cảm giác rợn người. Thậm chí, những tiếng chim lợn trong đêm, sẽ khiến cả làng bàn tán chuyện chết chóc sẽ xảy đến với một ai đó, rồi người ta thi nhau đoán già, đoán non. Vì niềm tin loài chim này mang lại những điểm xấu, nên chim lợn bị ghét bỏ, bị xua đuổi, thậm chí bị giết. Tuy nhiên, các nhà khoa học lại không tin vào điều đó. Chim lợn thực sự là một loài động vật có ích. Món ăn ưa thích nhất của chúng ăn chuột và một số loại côn trùng. Khi không săn được chuột, chúng ăn tạm thằn lằn và một số loài chim khác. Cú lợn là chim săn mồi, hoạt động chủ yếu về đêm, thường sống thành đôi hoặc đơn độc. Chim lợn là loại chim gì? Chim lợn thuộc họ cú lợn, có tên khoa học là Titonide, được tìm thấy nhiều ở châu Á và Bắc Mỹ. Loài chim này được phát hiện bởi nhà khoa học Rewey vào khoảng đầu thế kỷ 20. Sở dĩ ở Việt Nam chúng được gọi như vậy vì âm thanh của chim lợn nghe rất giống tiếng lợn kêu. So với các loài chim khác, chim lợn thường có kích thước nhỏ hơn, có phần đầu hơi lớn, đôi mắt tròn và đen. Mỏ chim lợn hơi lõm, phần trên dài hơn phần dưới. Đáng chú ý, Loại chim này có tai nhưng thường được bao phủ bởi lớp lông vũ mềm mịn. Chim lợn ẩn náu vào ban ngày, nhưng là loài săn mồi về đêm, chúng thường không di cư, có tập tính sống theo cặp hoặc đi một mình. Thằn lằn, chim non hay chuột là những con mồi mà chúng ưu thích. Dù di chuyển chậm chạp, nhưng khi săn mồi, chim lợn lại bay với tốc độ rất cao lao về phía con mồi. Chúng có xúc giác cực nhạy, thường được huấn luyện để săn bắt chuột. Nguyên nhân vì sao làm cho chim lợn kêu? từ xa xưa, con người thường truyền lại kinh nghiệm dự báo thời tiết, khí hậu dựa trên hiện tượng và hành động của động vật, hoa lá, mây trời hay bầu trời. Chẳng hạn như bạn thấy chuồn chuồn bay thấp thì trời sắp mưa và nếu có nhật thực, nguyệt thực thì đây là hiện tượng vô cùng xấu. Có thể thấy điểm báo là một cách dự báo hết sức tự nhiên, không tuân theo bất cứ quy luật nào. Chỉ dựa vào bài thơ về chuồn chuồn, người ta có thể dự đoán hôm nay trời sẽ mưa hay khi lũ lụt, thi kiến và các loài côn trùng sẽ di chuyển đến các nơi cao hơn, để đảm bảo an toàn trong cuộc sống, con vật nào cũng có bản năng nên chỉ cần quan sát hành động của chúng, bạn mới có thể đoán được hiện tượng gì sắp xảy ra. Tương tự như vậy, trong quá trình sinh tồn của chúng, chim lợn kêu cũng chỉ là một hiện tượng hết sức bình thường. Tuy nhiên, khi nghe thấy những âm thanh rít lên, nhiều người cảm thấy sợ hãi và dùng mình. Đặc biệt, nơi nào có tiếng chim lợn kêu, thì nơi đó sẽ xuất hiện những chuyện không may cho gia đình và người dân. Kể từ đó, người ta thường hay nói về điểm gở của loài chim này. Trên thực tế, tiếng kêu của chim lợn chỉ đơn thuần là một hoạt động sinh học tất yếu về đêm. Loài chim này dùng tiếng kêu thất thanh và kéo dài liên tục để dọa con mồi, khiến con mồi hoảng sợ phải di chuyển đi nhiều nơi để trốn chạy, hành động này giúp chim lợn dễ dàng phát hiện ra đối tượng cần săn. Không ít người nhầm lẫn và nghĩ rằng chim lợn và cú mèo là cùng một loài. Tuy nhiên, trên thực tế cú mèo và cú lợn là hai loài khác nhau, chúng cũng thuộc hai họ riêng biệt, chỉ giống nhau về thời gian hoạt động, tập tính săn bắt mồi vào ban đêm và môi trường sống. Trong đạo Phật, vạn vật đều có luật nhân quả, cho đi thì sẽ nhận lại. Mối quan hệ nhân quả cứ như vậy mà tuần hoàn theo chu kỳ thời gian. Nếu hướng thiện, làm điều thiện thường xuyên thì sẽ được phúc báo, nhưng nếu làm điều xấu, điều ác, hãm hại người khác thì sẽ bị trừng phạt. Vì lý do này, có thể nói rằng tiếng chim lợn không phải là yếu tố quyết định đến điểm tốt hay xấu, mà mọi điều tốt xấu ấy đều xuất phát từ bên trong của mỗi người. Muốn bình an và may mắn thì bạn hãy sống lương thiện biết giúp đỡ người khác thì những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn. Tại sao chim lợn kêu lại có người chết? Chim lợn là loài chim có khứu giác nhanh nhạy, theo lý giải của Phật giáo, nó có thể ngửi thấy mùi của người chết. Dù người chết hay sắp chết, thì người đó đều tỏa ra khí ammoniac hoặc khí nitơ. Chim lợn có thể dễ dàng ngửi thấy và bay đến, tương tự như kền kền và quạ, điều này cũng xảy ra. Thực tế cho thấy, dù có tiếng chim lợn kêu hay không thì ngày nào cũng có người chết và vẫn có rất nhiều những vấn đề khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta luôn luôn phải đối mặt ở phía trước tương lai nếu bạn có nghe thấy tiếng chim lợn kêu phía trên ngôi nhà của mình đừng nghĩ rằng điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra vì nếu bạn nghĩ như thế giống như bạn đang mong chờ điều đó và điều này càng khiến cho vận rủi có cơ hội tìm đến bạn nhiều hơn hãy sống tích cực và lạc quan làm việc thiện để bạn cảm thấy tự tin những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và những người thân yêu qua video mình hy vọng đã chia sẻ được phần nào giải đáp thắc mắc về tiếng chim lợn kêu có thực sự là điểm xấu hay không. Tuy nhiên, đây chỉ là những quan niệm dân gian và không cần phải quá lo lắng khi nghe thấy tiếng chim lợn kêu mà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên ấn đăng ký để xem các video tiếp theo của mình.